Được xây dựng từ năm 1984 cho đến nay, khu tập thể A7 phố Nguyễn Chính, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nguy hiểm hơn là suốt 4 năm nay, hàng trăm người dân vẫn phải chui ra chui vào dưới những cây cột chống tạm bợ để vào nhà. 50 hộ gia đình ở đây hàng ngày vẫn phải sống trong nỗi thấp thỏm lo âu vì chung cư có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lún, nứt, thậm chí cả tòa nhà này còn đang bị tách đôi. Toàn bộ dãy nhà còn bị đổ ra phía sau tới 10 cm. Những cư dân của 50 hộ gia đình đang sinh sống ở khu tập thể A7, phố Nguyễn Chính, phường Tân Mai, ngày nào cũng sống trong tâm trạng thấp thỏm vì dãy nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Đi đâu thì không sao, nhưng mà riêng về đến khu mà đi lên trên tầng là đã là một bước lo rồi. Mà vào đến nhà thì thật sự là rất là hoang mang. Vì nó lướt mỗi ngày một cảm tưởng như là nó, mình hẳn hoi là mình nhìn thấy nó xuống cấp luôn ý. Thấy nó nghiêng hẳn về một bên ý. Từ cầu thang rồi các thứ là mình thấy nghiêng. Trong nhà thấy nó hẳn một vết lún rất là sâu, rất là to, mà đến nỗi mình để mọi khi thì cứ bảo là để đấy để lấy kiểu để nguyên hiện trạng, nhưng mà mình sống như thế mình rất là lo, còn con còn cái rồi các thứ. Đã nhiều lần xảy ra sự cố. Năm 2011, khi dãy nhà bị xuống cấp nghiêm trọng, các hộ dân đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng để xử lý. Tuy nhiên, cách xử lý của chính quyền là khá tạm bợ bằng những cây cột sắt này. Và sự tạm bợ đó khiến cho dãy nhà ngày càng xuống cấp. Mặc dù là đã cái dự án 1500 đã được thành phố bàn giao tháng 10 năm 2021 cho quận Hoàng Mai về cải tạo chung cư cũ từ A1 đến A8, thế nhưng hiện tại thì 4 năm đã trôi qua nhưng dự án vẫn để treo. Nhân dân hiện nay thì vẫn đang thấp thỏm là không biết là sập đổ lúc nào. Và một số gia đình có điều kiện thì hiện nay vẫn tiếp tục rời A7 để tránh những cái mất an toàn đến an toàn tính mạng. Không chỉ có khu tập thể A7 mà nhiều khu chung cư cũ ở Hà Nội, mặc dù đã có kế hoạch cải tạo như khu B6 Giảng Võ, đến nay vẫn chưa triển khai được. Theo ông Phạm Sĩ Liêm, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, việc cải tạo những khu chung cư cũ cần phải làm nghiêm túc và cần sự vào cuộc của cả chính quyền, người dân và chủ đầu tư, chứ không riêng bộ phận nào. Nhà nước tạo điều kiện và tham gia, còn doanh nghiệp thì tham gia những phần mà họ thấy có lợi. Thì tôi tin rằng với cái quan điểm như thế thì chung cư sẽ được cải thiện tốt. Cái thứ hai là phải triệt để quán triệt cái chủ trương của chính phủ là không phải cải tạo chung cư trên nền cũ, mà phải quy hoạch lại cái khu chung cư. Nếu trước kia không có giao thông đô thị đi qua thì bây giờ thành đường phố giao thông đô thị, tự nhiên nó đỡ tắc nghẽn, chứ không phải như hiện nay nữa chỉ đi mấy cái đường ở bên ngoài thôi. Quay trở lại với những hộ dân ở khu tập thể A7 Nguyễn Chính. Họ cho biết, mặc dù muốn được cải tạo nơi ở cũ, nhưng với mức thu nhập thấp, thì việc các hộ phải đóng một số tiền lớn để cải tạo chung cư là ngoài khả năng. Vì thế, mặc cho nguy hiểm rình rập, các hộ dân vẫn phải chấp nhận sống chung với tử thần và chờ đợi mỏi mòn một ngày nào đó, khu nhà này được các cơ quan chức năng giải cứu.